Em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 23, trang 80, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 23, tính x ở trên hình 44. Quan sát ở trên hình 44 thì các em nhận thấy được ở đây tứ giác của chúng ta là hình thang, đúng không em? Bởi vì sao? Ở đây chúng ta có MP, IK và NQ đồng thời vuông góc với PQ. Nên ở đây thì MP song song với IK và song song với NQ, đúng không? Lúc này, vậy thì khi đã có được MP song song với NQ thì tứ giác này của chúng ta là hình thang. Mà quan sát trên hình thì các em lại nhận thấy này, Y là trung điểm của MN, đúng không? IK song song với MP song song với NQ. Nên này, K của chúng ta chính là trung điểm của PQ, đúng không? Nên lúc này các em sẽ suy ra được là PK bằng KQ. Vậy thì đầu tiên cô sẽ đi chứng minh tứ giác ở đây của chúng ta là hình thang như sau. Ở đây đầu tiên ta có MP song song với IK song song với NQ, đúng không các em? Vì đó là cùng vuông góc với PQ. Rồi, hay từ đây thì các em sẽ suy ra được đó chính là MNPQ là hình thang. Và từ đây các em suy ra được đó là MNQP, đúng không? QP là hình thang. Và có hai đáy ở đây chính là MP và NQ. Và có hai đáy. Lúc này chính là MP và NQ. Rồi, đến đây, tiếp theo này. Bây giờ cô sẽ xét hình thang MNQB. Thì này ở đây cô có IM bằng IN, đúng không em? Lên lúc này I là trung điểm của MN. Tiếp theo cô có được đó chính là IK song song với MP và song song với NQ. Lên lúc này ở đây cô sẽ suy ra ngay được đó chính là K sẽ là trung điểm của BQ. Bởi vì đó là đường thẳng đi qua trung điểm của một cạnh bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua trung điểm cạnh bên còn lại của hình thang, đúng không? Tức là này K sẽ là trung điểm của PQ. Và từ đây thì các em sẽ suy ra được đó chính là PK bằng KQ và lúc này là bằng 5 dm, đúng không? Hay từ đây các em sẽ suy ra được x ở đây của mình là bằng 5 dm. Và đến đây chúng ta kết luận đó là vậy. X bằng 5 dm. Rồi, vậy đến đây thì cô đã hướng dẫn các em giải xong bài 23 trang 80 sách giáo khoa toán 8 tập 1.